Hello, xin chào anh em. Như vậy là event Thất Vũ Hải cuối cùng nó cũng đã reset rồi. Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau cái cuốc Thất Vũ Hải thôi anh em ơi. Để mình có thể lấy thêm một số những cái bảo vật đỏ và nâng cấp cho cái bảo vật của mình nó lên. Bảo vật VIP đó chính là cái nhẫn bạch thạch Luffy Ninja đang đeo anh em nha. Thì chơi luôn, bỏ qua luôn này. Phát út, cái gì đấy? Thua á? Đùa ấy thật đấy. Vãi trưởng, thua thật đấy. Áo ma Canada nhỉ, một phát mà không thể nào mà thắng được. X5 vào lên xem là có thắng được không. X5 thì thắng được này, tiếp tục rồi X4 luôn, mục được chứ, đấy nó phải như thế chứ nhỉ. Trời ơi, pha đầu tiên X1 không qua được thì cú nhỉ. Bao giờ mà pha X1 đầu tiên nó qua được luôn đi thì nó mới chất chơi nghỉ rơi. Nhưng không sao, mình cũng sắp có thể là nâng cấp được Zipacono của mình lên được E3 rồi anh em ơi. À chứ nào E4 này anh em ơi. E3 E4 nhỉ. Luffy Nika của mình thì cũng sắp lên được E4 này anh em ạ. Ngon phết đấy chứ, đùa ở đâu. Đâu rồi, 64% cả. Ghê đấy, cái thanh niên Mihawk này khỏe ghê nhỉ. Ok chưa? Full rồi. Easy cái event Thất Vũ Hải này chơi dễ thôi anh em ơi. Nhận nhanh luôn này. Wow, xịn luôn. Thế là mình có 50 trái quỷ và 100 cái mảnh bảo vật đỏ. Chấm mình bảo vật cam 270 Bali. Ôi, sướng đấy. Ui, có gỗ nữa này. Mình sẽ nâng cấp chiến hạm anh em ơi. Chiến hạm đâu? Nâng cấp luôn. May quá. Đang bị thiếu quá nhiều gỗ luôn anh em ơi. Không biết kiếm đâu cho được nhiều gỗ bây giờ ta. Bên này thì mình cũng sẽ cần phải nâng cấp lên level 60. Đủ lên bao nhiêu đây? 46, 47, 48, 49, 50. Úi ôi, gần lên được 60 rồi anh em ạ. Cố lên. À đây, Zipacono của mình nhá, sắp lên được E3 anh em nhá. Lúc này E4 là bốc phét đấy. Còn Luffy Nika của mình mới là chuẩn bị lên E4 nha. Mảnh bảo vật ghép luôn này, một cái bảo vật lam, tiếp theo là hai cái bảo vật cam. Ok, tiếp theo là hai cái bảo vật đó. Ui giời, hai bảo vật cùi may quá, đi nâng cấp nó không tiếc anh em ạ. Đấy ơi, thế là có thể lên luôn nha anh em. Nâng cấp phát này khả năng lên 40% công luôn này. Dùng luôn. Ok, 5400 vừa đẹp để lên. Bao nhiêu rồi? 40% công chuẩn bị này anh em ơi. Múc luôn, nâng cấp, đồng ý. Đó, công 71.000 và bây giờ thì là 1.1 triệu công rồi anh em ơi. Quá trời quá đất luôn, 40% công và 50 điểm nộ nữa anh em nha. Heh, ngon nhỉ. Đây, còn ông lo của mình nữa. Ông lo của mình thì bảo vật cao không biết là tăng được bao nhiêu. 2.400 này, cũng được này, 4.800 này. Thế khả năng là đủ này anh em ơi. X1 thêm phân nữa này, X4 5.700 luôn, ui xời. À khoan, mình sẽ mấy cái dâu riêng này mình sẽ cho vào hết để mà nó sẽ reset về mấy cái đó chính là bảo vật cuối bắp này này. Nhưng số lượng nó nhiều thì vứt ở đây nó đỡ bị tốn ô. Còn cứ một cái, hai cái này chả làm ăn được cái đồ đốt gì nha mơ. Cày vãi, dùng luôn, nâng cấp nào, đồng ý. Rồi, đâu, 6 sao luôn, perfect. Đấy, 18% công, 14% máu và 50 điểm nộ. Ui, thế là mình đã có hai cái bảo vật 6 sao với chất lượng ghê. 2.9 triệu máu thôi à, hơi thấp nhờ anh em nhờ. Để mình xem trong cái này nó nâng cấp chưa. Quá, cái này chưa nâng cấp này. Máu có thể nâng cấp được mà mình chưa nâng cấp này. Lên, đúng rồi, level 70, tuyệt vời. Osake, lấy luôn. 30% máu lên bao nhiêu rồi? Wow, 3.1 triệu rồi. Như vậy lên được 200k máu nữa anh em nhá. Ngon. Ở trong cái này thì mình sẽ nâng cấp luôn. Lấy cái máu đi. Máu này, chí mạng thì không chơi này. Tiếp tục này, máu, chính xác. Máu này, chính xác công à? Chí mạng sát thương chí mạng cay thế nhỉ. Tiếp tục vẫn nữa đi. 13% máu. Ôi giời. 15% máu à? Tiếp vẫn nữa nào. Đây rồi, 33% máu. Ok luôn. 3.8 triệu máu ngay. Perfect anh em nhá. Được quá nhỉ. Hy vọng là tuần này sẽ ra một cái event để có thể lấy được Zep Luffy. Và khi đó mình sẽ mua thêm được nhiều vé đấu trường anh em ơi. Mình đang cày cuốc dở trong phần liên đấu như là chiến trường để có thể là kiếm một cái mảnh tướng như là Logano này, Zimagono. Đặc biệt đó chính là Luffy Nika của mình nữa. Tuy nhiên là bị hết cái vé đấu trường anh em ạ, mà mua bằng kim cương thì hơi thốn. Thế cho nên là càng đét luôn. Hy vọng là tuần này nó sẽ lại ra event có Zep Luffy nha.